Gia đình mình mến chào cả nhà luôn nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Hiện tại thì gia đình mình đang có mặt ở đồng của khu hành chánh, là đối diện với cái đồng mình đi bên sông Đinh đó cả nhà. Bữa nay vô cắt cái chòi ở cái bờ tuốt đằng đó. Nãy giờ thì cha con mình cũng cắm từ đó chà cắm dòng xuống đây, rồi mới cắm đổ lên trên đây nè cả nhà. Giờ thì tiến qua cái khu này là bên đây người ta trồng sen á, bây giờ người ta dọn hết rồi. Thì bữa nay cũng vẫn tiếp tục là cắm câu cá lóc bằng mồi nhái nữa. Rồi ba bữa nay đem theo có 120 chứ mình đem theo 2 cái 12 cứ ngục tối cho vợ mình đặt. Cho vợ mình bữa nay đặt 12 cứ ngục ở bên đồng nhà mấy Pháp này thử coi có thắng lớn giống mình đồng sông Đinh không. Thánh liệu thì làm nhà cỡ 5 giờ ngoài 6 giờ mới chạy qua, gia đình mình đi trước cả nhà ơi. Hiện tại thì ở quê mình người ta đang rút nước, người ta xả đem câu nhiều, đi cắm cũng không hết. Ba nói lấy ít thôi, cắm vừa đủ à. Bữa nay người ta cũng rút cạn bớt hả bà. Nãy giờ thì vô cũng sớm lắm cả nhà, làm chòi làm đồ nhưng mà không có chào cô chú ở đằng chòi được. Nguyên nhân là người ta thả dìu sáo nhiều quá ở chỗ đó, rồi mình đứng mình chào cô chú mà nghe cái tiếng nó ngò nghe kỳ quá, nên cha con lội một vòng đi tới đằng này mới chào cô chú. Bỏ sen này ha. Năm gọi cắm là sen không luôn. Nay dạo mình quẩy theo cái ba lô của cô Sáu cho, giống như đi du lịch ở ngoài ruộng. Cái cây này cái cây gì mà cái trái ngộ nè cả nhà. Ba biết cây này cây gì không ba? Ba không biết rồi cả nhà, trái nè. Cây tấp mỡ hả? Để hỏi cô chú ngày mai cô chú góp ý rồi biết. Nè cả nhà. Trái nhóc luôn. Ôi ở trong nó bọng. Nguyên một vùng luôn nè. Ô nó dai giống như là cái gì ở trong này không có gì, có mấy cái hộp cái nè. Ấy da, đứng nghe ổ kiến lửa rồi. Trái nghe ngộ lắm, trái lắc nghe cụp 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 vậy. Qua bờ đó luôn hả bà? Em ơi, đó là phải không em, nói cây tấp mỡ để coi coi phải. Dạ mình nói là cây tấp mỡ. Không biết phải không. Hy vọng là trúng nha. Qua cái hầm này quá trời rồi cả nhà ơi. Đó giờ đi vô trong đây hoài mà không có lội qua tới đây. Hết biết cái hầm mình. Coi nè cả nhà. Nãy giờ cũng cắm ở dưới, cắm đổ lên. Cắm ở dưới đó đổ lên rồi cả nhà. Hy vọng đêm nay phá kỷ lực một kiến. Dính cá lóc 1 ký rồi. Mừng lắm à. Cá lóc khủng.
Hả? Cá lóc. Hồi đó giờ cấm có dính cá lóc ký lần nào đâu. Cỡ 500 gram rồi có nha anh. 700, ô này mắc cỡ không? Mắc cỡ. Mấy cần nó nguy hiểm ha bà. Ngoài khơi, mấy con cá bự nó đi ngoài khơi, nó không vô số. Nó dập rồi, nó vô quá liền. Mày ở đó mày đợi bắt nó không? Này tiếc gì đâu luôn. Này mà cho lai cam bay một cái thì thôi luôn. Trong khu này không có cho lai cam bay cả nhà. Cho bay mình bay cho cả nhà xem một cái. Đẹp. Quá trời đẹp. Nhất hạn là mấy cây sậy này nè. Miếng bên này cũng ngon đấy ha bà. Này bữa nay coi chừng đi 120 này trúng hơn đi 200 mấy nữa đó. Địa hình quá trời, cái địa hình. Cái này lưu lai gì ai gớ nó được. Có gớ cũng gớ chút đỉnh thôi ha bà. Bự cái này cái nhà. Cái hầm nhìn nhức gân. Con nằm để búp bê nè nha. Chịu mua vé đi. Mua vé vô đi nè. Mua vé vô đi. Cái luồng này dính nhóc nè. Ba không cắm bờ bên đó, hai bên hết trơn luôn cái nhà, bờ đó. Bây giờ cái miếng này nó phải lên dọc đây. Ừ, tối lên kiếm ăn. Thấy gì không em? Dạ. Thấy gì không? Ngay mặt em nè. Ủa cây bông này giống cây bông điên điển bà? Không, không phải. Cái này nó nhỏ quá. Nhỏ nhỏ ha. Ừ. Đẹp quá. Đi ngược mặt trời hơi chói. Cái nhà cái bông, bông nó nhỏ nhỏ. Bên đây bông nó dữ nè. Đây nguyên dạng bông luôn. Qua xuôi mặt trời. Này nó phải bông điên điển. Nó cũng giống như bông điên điển. Nhưng mà nó nhỏ. Không phải. Không phải. Đốm đen. Nãy giờ gặp được hai cây lạ lạ rồi đó. Cái bờ này không có bển được mà ha. Được, đi thẳng bển luôn đó bà. À, cần câu nè cả nhà. Úp. Ủng, ủng, ủng. Đợi bắt năm nha con. Cái ao này kéo chài không dính đâu bà. Dễ gì. Quá trời lớn. Rộng. Không vậy mà cắm nháy chút xíu gì mà dính. Tại nó gà vô bờ nó kiếm ăn đó. Trời nói gì. Tối nay mang vớ mới được. Sức dầu gió mang vớ được. Hả? Đi đi đại đi rồi chừng nào không được mình đi trở lại. Ngứa nghề nữa nè. Thấy con nhút ngứa nghề nữa. Biết không? Này cắm nhái bự dính cá bự. Này tao xịt thuốc rồi đó em ơi, không bẻ được đâu. Còn hôi nè. Dễ. Ừ, chín lửa. Quá trời con nhút nha. Con nhút nè cả nhà. Ra đây mới quay rõ cái hồ nè. Địa điểm mứt gừng.
cái ao này chắc bán đắt cho lò gạch. Đây người ta cạp thêm nữa đó bà. Rồi đó à, bẻ rồi đó à. Ôi, mẹ hết vô con nhúc của người ta chú ơi. Chín rồi. Chỗ vợ con được cần hay cần. Mấy này mới cạp thêm nữa nè. Ơi, sụp một cái là mắc cái đầu đó nha. Vô rồi. Vô rồi. Ủa tối nay mình đâu có ăn món này đâu em. Đâu phải à. Ôi non như vậy. Đó. Nè nè từ từ đi đừng nhúc nhích. Gì ba? Đừng nhích. Đi không được thì mình quay lại. Người ta chê á tại vì giống nhúc này nó dai. Được chưa? Ủa đi đâu? Rộng quá. Đi bên kia mà. Ừ. Đi mà có vợ mình đi theo mà yên tâm đi. Có gao là bay xuống liền. Bữa nào bị người ta cấm câu bằng mồi gao là dính á. Ừ. Ta có chồng á, rồi nó lơ, rồi nó lưu lai á. Gì bà? Dễ đi không em? Cũng không lúng hung nè. Được, được. Chỗ này sâu không? Cái mé bên này cũng ngon hết hồn luôn cả nhà. Cặp bên cây cầu mới luôn rồi nè ba. Đâu? Đó, cầu mới đường Mạc Vĩnh Chi đó. Đó đó. Ừ. Lên tới đó đó ha. Ừ, cái đường mà lộ mới Mạc Đính Chi á. Không, cắm qua này thấy cũng im quá nè. Năm rồi có cắm qua tới khu này. Nhưng mà không có vô cái hầm đó. Không có biết. Năm nay đột kích qua đó rồi. Tình hình nếu mà im thì đêm nay mà có dính cá khủng đó mới móc trở lại đó quýnh cái nữa. Này cũng như mình đi chỗ nào mới á cả nhà thì cũng hên xui, nó dính nhiều cái là mình biết đường chứ mình biết cá nằm ở đâu á, quýnh dễ lắm. Như đồng 30 tháng 4 vậy. Cấm hoài mà có cá hoài. Đã. Cá bự không ha. Ừ. Phải nghe tiếng mấy con chim lắc nước nó kêu. Hôm nay thấy cũng im quá trời luôn. Ừ. Mình về tới chòi rồi cả nhà.
Đem 120 bữa nay ổn rồi. Ổn còn đường nhóc luôn, đường ngon ngon không từ đẳng về đây đó. Cấm dòng này á. Cấm thưa cấm muốn hết cái đồng mà còn ổn. Còn cái miếng đó cá mới giữ thôi. Cấm rồi. Cũng dính mà đều nó. Ai vậy? Gia đình mình về tới chòi cả nhà ơi, thì mình mới vừa đặt hai cái 12 cứ ngục cho vợ mình vừa xong luôn. Thì nghỉ ngơi một chút rồi tối bắt đầu đi thăm câu thánh liệu. Chào cả nhà. Có cộng 2 cái thùng là của anh Trinh. Bây giờ hai vợ chồng mình chạy đi mua bánh mì. Lại cho ba với thánh liệu ăn. Mời cả nhà ăn bánh mì với cha con tôi cả nhà ơi. Mời cả nhà dùng bánh mì luôn nha. Mời cả nhà ăn bánh mì luôn nha. Ăn bánh mì một cái rồi cỡ 7 giờ rưỡi hả đi hả bà? 7 giờ hay là 7 giờ rưỡi? 7 giờ rưỡi cả nhà, 7 giờ rưỡi đi thăm. Ở đây thì mình chạy vô trong chỗ bán bánh mì cũng cỡ cây ngoài số. Nhịn đói tới cái lúc mà mình đi về thì cũng cỡ 10 giờ. Rồi đi tranh thủ lên đồng thì hơi sớm nên mình mua ổ bánh mì ăn đỡ đói gì nè. Mình đi về thì nó chưa có đói hung. Làm đồ ăn rồi cũng dễ, cũng khỏe nữa cả nhà. Lúc tối ta mua quá trời luôn, bánh mì không người đã mới bọc bọc nữa. Cái 12 cứ ngục này cái gì không biết chứ sáng nay là kéo lên cá phi với cá lau kiến ngập. Thấy bà, con đặt xéo ngang ngay chân chỗ lưng chòi mình luôn nè. Trời, quên mua cà phê sữa rồi. Quên mua cà phê sữa. Có cô chú góp ý là giác sáng mua cà phê sữa bỏ theo, thức dậy uống miếng rồi hả đi. Quên mất tiêu. Uống trà ăn bánh. Thôi chuyến sau đi mình bỏ theo cái bình trà đi. Để mình trà sáng mình nấu nước trà mình uống. Thôi quyết định vậy. Quyết định vậy đi. Đèn tới. Tắt rồi. Đèn. Nó rồi, nó nhảy luôn. Ôi, anh chưa? Lẹ dính. Cái gì? Khoan. Ê, sức không? Không đâu. Em đầu tiên mới trong chòi bước ra cả nhà. Chạy lên luôn. Chị chẳng. Chị đi. Có mồi. Bắt. Nằm yên. Nằm yên giờ. Cho bác Nam làm kêu chị. Kêu nằm yên. Kêu nằm yên luôn nè. Con nét cục. Rồi. Công chịu. Có gì dễ. Hôm nay mình không đem kìm theo, cô chú hỏi sao không đem kìm. Bỏ vô đi ba. Khoan, để con quay con cá này nhé. Nhảy vô cái... Cá lóc nhảy hầm cả nhà ơi. Nè. Dính cá lóc luôn. Rồi bắt cái thanh. Bánh dính cá lóc luôn. Sống mà. Sống mà. Còn sống phải không? Cá lóc tơ. Bự không ba? Đang đợi con á. Chết cha. Khó đi. Ây da. Bắt hay anh liệu? Liệt dây. Quá bự. Bự ngon. Đừng thả giống bờ ẩm nha. Cầm thích xuống. Lật luôn. Có cắn cắn gió bắc này là cá nó nhảy hầm hả bà? Ú mềm cả nhà ơi.
Vô đi. Đừng giống một hộp nữa. Đây có cá lóc này. Ừ, nó nhảy xuống đó. Nóng gì vậy? Gắn nước. Bắt đi. Thánh Liệu sợ gắn nước. Vàng ính luôn kìa Thánh Liệu. Bự không? Ồ. Nhỏ xíu rồi ba. Tha nó luôn rồi. Con không dám cầm. Rồi đi đi. Tha nó ở nhà. Rồi đậu qua tới đó. Nãy giờ đi cầm hai thủ luôn. Mấy chục cần câu rồi mà. Mới dính có một con cá lóc, một con cá chê. Thì có cô chú góp ý cái nhà Thánh Liệu là cắt nãy làm sao Thánh Liệu? Hai cây kẹo. Mà Thánh Liệu cắt có một cây hả? Ba cây, hai cây. Cây giữa không có. Ba cây mà cây giữa không có, hai cây hai bên có. Mà cây giữa không có. Thì để ngày mai mình về buổi sáng mình ghé, mình quay mình chia sẻ lại cho cô chú xem rõ đặng cô chú góp ý cho Thánh Liệu. Nghe Thánh Liệu. Có cây kèo giữa chứ không có kèo giữa, ta đâu có chịu. Tao nói ba cây kèo không, mày bảo bữa nay. Mình đi bà này nè ba ơi. Hả? Đi bà này nè. Ủa vậy là có hai cây kèo hai bên hả Thánh Liệu? Hai cây kèo hai bên. Ủa vậy là hay sai rồi. Hai cái giữa cây nữa mới đúng. Ừ. Chính giữa đâu phải có cây kèo chứ không có cây kèo rồi làm sao? Để mày nói. Để mai về quay lại cho cô chú xem rồi cô chú góp ý thêm. Mình thì nói chung ra cũng không gành nữa cả nhà, không có để ý. Hồi nãy thì lê 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 thôi, cái này trời kêu à nha, dính con của bác Năm à. Dính con của bác Năm. Ủa dê. Wow. Dê. Ba từ từ thấy không. Dê. Dính con của bác Năm. Dính con của bác Năm. Hai miếng này cái nhiều luôn á. Mới quậy chứ. Mai rồi nói lại. Ết. Rồi vô đi ba. Trong câu cá dính ết thì. Ơi, bác Năm cấm cũng có dính hoài nha. Mà lấy ết luôn. Đây ết nhiều quá. Ết nhiều lắm á. Nhưng mà có người ta cấm á ba. Người ta đặt ớt nhóc luôn. Vậy là mời sáng về ghé quay cái nhà chia sẻ coi hành trình được tới đâu nè. Rồi coi cho cô chú góp ý ha. Dạ. Để gọi hết trơn cái sửa khó lắm. Dạ. Có biết đâu có để ý gì đâu à Thánh Liệu. Rồi, tôi nói ba cái kẹo con á. Bữa nay nói mới rồi á. Chú hồi nãy là chú hai. Chú hai nước. Chú hai nước. Chú điện góp ý cả nhà. Hai cây đâu có đúng, hai cây hai bên đâu có đúng. Dính rồi trẻ mà. Quá trời cần câu nó mọt rồi. Lấy 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 cái giọt Thánh Liệu ơi. Bự à. Nhóm nó lên nó thấy quá trời cá lóc con xinh đã dưới hầm lên. Ủa, con cá lóc con nè cả nhà ơi. Hết biết con cá lóc rồi. Thánh Liệu ơi. Khoan từ 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 từ. Để chim ngưỡng. Để bắt Năm gỡ. Hầu luôn cá chạy. Cá này ồ, nó ngon. Hết biết con cá rồi. Cầm đã tay ha. Cầm đã tay. Hấp đông ngon ngon đó. Ngon. Dở ra bự đó. Này bỏ vô nó nhảy ra ngoài bắt Năm la trời. Chì cái câu sát xuống luôn à. Mới dính đó bà, nó chưa có xe nhở á. Chưa có xe mà nó làm thẳng xe nhở ướt cần câu biết cá bự rồi. Con cá này là dưới cái hầm nó lên đó. Cái hầm đó bây giờ nước ngập rồi, mà hổ cạn queo luôn. Nước ngập luôn. Dính liền mí rồi. Khỏi dừng.
liên mí con ấy đã. Bắt nha. Khánh liệu bắt. Đi con nhái còn không đi. Chưa kịp ăn con nhái. Cá trong đây đã không trời. Cá lóc non mà bự. Cưng ha. Trắng. Ủa nè nè nè. Ta lúc nó không nha. Mót từ từ. Ừ. 50 con. Hôm nay nước sạch nè. Chắc. Chỉ sâu quá. Nước trong xanh hả bà? Ừ. Nước này có cá bự. Mấy cần đây vậy mà không dính ngủ ha. Hầm này dám có tôm lắm ha. Chiều dạ bẻ hết ôm rồi. Con nhúc á. Nay đi đâu cũng đụng cao ok hết á. Ồ cá. Qua luôn hay là quẹo ra kênh ba? Không dính gì hết trơn trời. Buồn làm chi em ơi. Buồn làm chi ba ơi. Cá. Tới. Dính hả bà? Ôi chạy kìa. Có phi chạy kìa cả nhà. Dễ quằn quằn được cái. Cảm giác đó đâu rồi. Cảm giác quằn quằn đâu rồi. Cảm giác liệt liệt. Dữ vậy. Cái này
đều quá. Cá gì cũng được hết, miễn dính là được à. Lên. Cá chê hả? Cá chê. Giang Hiền. Ồ, gà chùm chỏm. Chuột hay gì đó. Cá này nó phải có đồ ngủ không anh Sinh? Con này đi. Nó phải có đồ ngủ không anh Sinh? Ồ, quá đã. Vô đi thế liệu. Dính thưa thưa cũng được, không dính gì hết trơn, buồn chết. Dính nữa kìa. Lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên. Phải không ba? Này thất bại. Còn cá khủng một. Con ếch, hai cá chê. Con cá lóc bự quá bự luôn. Thất bại à. Dính không Thánh Liệu? Bự không? Bự. Nó chạy phớt ngang cái quá trời luôn. Nè nè. Nó máy lên không kịp với Thánh Liệu. Còn nữa đó Thánh Liệu ơi. Còn nữa đó, nó chạy ngược trở lại. Chạy lẹ như tên như chạy vừa phớt qua giò chạy tới đó rồi. Chạy sao kịp. Bắt thêm con nữa chiên tươi. Chú, chạy đường mòn đó. Bởi vì mình đặt bẫy nó đâu cần mồi, nó cũng chạy vô. Lẹ lẹ em, lẹ em. Ủa lạnh hết trơn luôn kìa. Nhúc nhích lạnh hết trơn đó nha. Rồi tôi đón đây rồi, yên tâm đi. Thấy đèn tươi sáng nó cũng bựa lắm. Ê nè nè. Rồi chạy xuống cái lỗ này rồi Thánh Liệu ơi. Rồi qua đây luôn hả gì vậy? Xuống cái lỗ đó đó. Ngay lỗ đó đó. Rồi qua luôn rồi. Phải hả?
vô đó không thấy không? Bự lắm, đang chạy nha. Thấy nó không? Thấy luôn. Thấy không? Coi chừng nó ra đó. Hả? Cái bá lửa. Nóng. Ừ. Không coi. Dính không? Dính. Được. Coi, 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 coi. Đen chạy à, bự lắm. Đứng, đứng, đứng. Đó. Không, không. Dính luôn. Dính luôn. Thấy không? Ấy dạ. Không? Không dạ. Quá trời con chuột rồi. Chuột. Dạ. Chuột, chuột. Dạ. Ôi nè cả nhà ơi. Cấm câu, rồi gặp chạy cấp bắt luôn. Ôi, còn nữa, Khánh Liễu ơi. Còn, còn. Ôi, hai con chuột nè. Cỡ 700 gram. Thấy nó khoát xuống nó rõ ràng. Đón nha, đón, đón bên đó đi. Còn nữa luôn. Hai chuột quá trời. Tôi đón này. Rồi, rồi. Đánh lộn với ngớt rồi. Đánh lộn với ngớt rồi. Chạy tán. Ê nè 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 quá trời rồi. Nè 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 đó 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 Thanh Liệu rồi, bọc ngang đó đi, bọc ngang đó đi. Đây nè, ba đây nè nè nè, nó trở lại đây nè, nó trở lại đây đó. Ngày ba đi, ngày ba đi. Rồi hiện dẫm, hiện 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 chính dẫm. Em dẫm giữa đó vậy. Coi chừng nó trở lại ba đó nha, nãy nó quay trở lại ba. Hồi trở đẳng rồi. Trở đẳng rồi, trở đẳng rồi. Bự lắm, đang chạy à. Chim sôi kìa, thấy nó không? Chim sôi đó. Ê, đó, 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 đó. Nó đi, dịch. Ồ, dám nằm trên cái lùm cỏ này nè. Dính không? Chuột bự kìa. Chào bá luôn. Nè cả nhà ơi, con nào cũng thấy rồi nè. Có chân giấy mới phải nha. Có chân giấy đó. Không có chân giấy là không phải con. Nè, nó kìa kìa kìa. Chỗ đó đúng đó. Vũ vũ xuống, bóp ở dưới một cái. Chuột con nào nấy nóng lạnh. Tính mắt kìa chứ. Tính mắt kìa. Mình về tới chòi rồi cả nhà. Bữa nay thành quả câu rồi cũng được 7 con với 4 chuột với 1 con ếch ha Thánh Liệu. 4 chuột. Giờ bắt mấy con chuột bỏ ra vỏ riêng đi. Rồi hả, đổ đổ cá ra quay cho cô chú xem. Có cái bí mật cả nhà ơi, chút xíu nữa mình bật mí cho cả nhà xem cái 12 cửa ngục nè. Ngoái lại rửa giò thấy rồi. Có lớn vậy nè. Cùng tay vậy nè. Thiệt. Cá bự. Mà nó nhảy mặt mày nó banh hết trơn à. Ngoài đó. Đi sụp cái lỗ chứ. Tới đây. Sụp cái đường đó. Chút đi về hả, rửa mình hả, thay đồ. Cầm ấy. Cầm cái bắt cho con. Dính cá lóc nó nhảy mặt mày mọt. Nhìn nó banh hết trơn. Ôi con kìa cả nhà ơi. Quá bự. Nè. Chuột con nào nấy nó muốn nè. Nó kêu anh Liệu ơi không. Dính chuột. Dính chuột xạ. Chuột cống. Nãy hốt dính gắn nước nó im rồi Thánh Liệu. Không lẽ sáng 12 cửa ngục dính nhiều sao ba? Chưa vậy trơn, con thấy cái đầu này dính cá lóc vậy là mê rồi đó. Dính cá lóc bự lắm. Để chút nữa mình quay cho cả nhà xem. Đổ cá này ra cái.
con. Con anh đi. Con này mới lớn. Con nãy tôi bắt con dữ lắm. Ừ. Con này ăn thẩm bình nè. Rồi đổ cá ra đi. Ê, đổ cá ra gì? Con ếch. Xỉu rồi. Còn tỉnh rồi nè. Nãy la gụm trên. Này, thành quả của mình cắm câu. Được 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con cá lóc này là con cá lóc nhảy hầm là không có tính dính câu. Vậy là có 6 con tổng cộng rồi ba ơi. 6 con, với con ếch. Mà cá lóc quá trời, cá lóc này nữa nè. Con ếch. Con ếch. Lại dở cái góc này lên cho cô chú xem thôi liệu. Để ngày mai mới dở rồi quay cho cô chú xem bên kênh gia đình của tôi. Nó bự. Đó nha. Đó. Để đại nó đi. Mời. Cùng tay vậy đó. Qua đầu bên kia nó không có nổi. Có đầu này nổi. Giờ mình sửa soạn mình làm mớ cá nè nha. Hầm mà. Đi, hấp rau ngổ. Nó nói làm sao? Nói, thanh liễu ơi đừng bắt em, thanh liễu đừng bắt em. Bắt hết trơn á. Thanh liễu thấy là mày chết. Không, mà chuột ở đây bự thiệt. Nha. Gì, tính làm gì? Chiên tươi bữa đi thanh liễu ơi. Làm nước mắm ăn. Chiên tươi bữa cho ngon nha. Hôm nay mình làm hai cá chê, hai cá lóc nhưng còn ếch. Mình rau ngổ, nước cốt dừa. Còn mớ nãy được 4 chuột hả Thánh Liệu? 4 chuột này. Này chiên tươi. Nó bự nè. Con nào nấy quá trời cái đùi. Chuột cũ không à Thánh Liệu ơi. Chuột cũ không à. Mình chảo hết hả? Dán hả? Không hết lắm. Để cho nó đủ đi rồi cái nó đóng mình chiên sau. Không biết gì hết nổi. Không biết không. Đây có con cục cuốc nữa đâu bà. Nó kêu đó anh. Ở đâu không có. Nó bốn chín rồi đó. Cuốc cuốc á hả? Còn nó kêu ứ ứ nữa. Ba chín. Ý. Đó bốn chín á. Không, cái này là bốn chín nè. Còn cái ý đó là ba chín. Trời ơi, bên đồng sông Đinh kìa Thánh Liệu ơi. Nó kêu thấy mà ham luôn. Mà nó bắt dính nhiều, nấu rô ti cái ngon lắm. Mà giờ nó muốn bắt nó đâu phải dễ. Dễ gặp ổ thì bắt dính con đực chứ con cái nó đâu có dễ. Ừ. Đực nó ấp á. Bữa nay tính vô mánh ha bà, mà không vô ha. Ăn trễ hả? Vàng quá Thánh Liệu ơi. Thánh Liệu giờ này đâm muối ớt ăn tóc thì nữa nè. Mời cả nhà ăn tóc ăn.
Ăn gì? Cốc. Ăn cốc. Nghe không rõ. Nghe không rõ vậy. Vàng nhìn mắt me vậy. Quá dữ. Quá ngon. Lạ. Ồ, dài nè. Tới công chuyện hết trơn. Chất chất lên cái ta ấy để thôi còn mở. Vàng thế này. Mấy cái nám nám đó là mỡ của nó đó. Ừ. Còn miếng nè, cho nó vô luôn. Để vô trong nha, để vô trong. Con chuột gì nó như cái ba trường con heo vậy trời. Cái này như ba trường con. Làm miếng nước mắm thần thánh đi. Hả? Làm miếng nước mắm thần thánh đi. Miếng nước mắm thần thánh nè. Ừ. Bạn chấm chuột. Chuột. Hay là muối ớt chanh. Ê, muối ớt chanh đi. Muối ớt chanh nè. Có hả? Hả? Nó chấm chuột muối ớt chanh luôn. Đường chấm mấy chanh cũng ngon. Nặng thêm trái hạnh vô nữa. Anh nhìn nè. Trái hạnh vô ha. Nhìn cục chuột nè anh. Đỡ ngon. Đỡ bự. Đỡ ngon. Đỡ ngon. Đỡ ngon. Đỡ ngon. Đỡ ngon. Đỡ ngon. Cục này là làm 2 ly gì đó. 2 ly chắc chảy máu mũi quá. Thánh liệu. Cục này 2 ly là chảy nước mũi. 5 ly á anh đi. 5 ly. Không biết nhậu rồi nói 5 ly. Thêm rồi. Dao là không ăn dụng nha. Chị nào ăn dụng cho hay quay cho cô chú xem. Ăn dụng à. Đâu thử miếng nước mà, nước mắm chanh coi ngon không thính liệu. Ché đùi đó. Điện đôi chân cuối mà nó khu quên rồi. Phải không? Thính liệu đi. Thính liệu làm bộ hoài hò mắc cái đùi giờ. Vàng luôn nha. Rồi. Chấm luôn. Về ra nhà luôn. Bớt bớt rửa hiền để chín ác. Ừ, ngon. Chua, chua chua cay cay. Ngon ngọt. Ngọt. À, quá ngon. Gai nó giòn. Này bữa nay mình ôm rau ngổ nhiêu nè cả nhà ơi. Nhiều quá, ăn cũng không có hết đâu, chuột ột đóng. Ủa mình không có ốp kari giống bữa hổm hả bà? Dừa. Nước cốt dừa. Cái đó là dừa thôi nha được. Ta đi chơi về đó anh Liệu. Ê, vài bữa nữa là bắt đầu người ta đi sáng đêm nhóc luôn phải không? Bữa ghe ban đêm. Bữa ban đêm ta cúng ở. Cỡ tuần nữa là bắt đầu giác chiều người ta dọt cái khu chỗ hậu trường chỗ săn bê đua đó dữ lắm rồi phải không? Được. Lúc đó vô lên quay video cái làm kỷ niệm được rồi ta. Được. Tới bữa đó rủ Thánh Liệu vô làm bình luận viên nha. Rồi. Có biết gì bê đua đâu rồi nói thì có gì hỏi Thánh Liệu, Thánh Liệu trả lời. Rồi, ok. Được không? Được. Ok. Bữa đó đi vô quay cái video tranh thủ sớm sớm đó nghe. Cỡ 4 giờ mình vô. 4 giờ nào? 4 giờ sáng ở chiều. 4 giờ chiều mình vô mình quay khúc chiều người ta chơi, người ta giọt rồi đó, chừng mình quay chừng nửa tiếng được rồi. Lúc mà người ta đang bơi vô luôn á, bữa ngày người ta vô luôn đó mới hay. Ghê nhiều. Ngày chuẩn bị bơi luôn hả? Ừ. Để tới đó sắp xếp vô quay cái video. Bữa nói bữa mốt này là cung cơm giật phải cung chân phải không? Là bữa nay bên gái bơi nè. Bơi 40 ghe. Đó là nhất loại đó, là ai thua hai cái là về luôn đó. Ai ăn rồi còn lại. Ui. Này để cho nó mềm mềm chút ha bà. Ừ.
mới xô bừng lên. Ủa nước cốt nhất mình đổ vô chưa? Ờ có nước cốt nhất gần nhất mới đổ. Dạ. Cái này ai muốn ăn cơm thì ăn, còn ai muốn ăn bún chan có cơm có bún cá ung thì chan. Bữa nay ăn cơm rồi. Nguyên liệu ăn cơm. Hồi xin bún không cho. Không xin bún. Ăn hết rồi cơm. Ăn hết được cơm. Cái gì chứ ăn nhiều. Cái rau ngổ này nó chín quá nó cũng dai nha ba. Ừ. Mà phải để cho chín bị nhiều cá chê mình phải hầm cho nó chín. Ngon. Ba cái đó là ba con cá phi như vậy. Vì là nãy em nhử sơ dừa, ấy cái gì? Sát dừa ở chỗ cái 12 cửa ngục mình luôn hả? Em mới hắt đại à. Ồ ngon à. Sáng nay tôm vô nhóc hết trơn luôn Thánh Liệu ơi. Sáng là cua nó lại ra ăn bả sơ dừa, nó ăn bả lưới dở lên. Mắt cá lóc luôn báo nữa. Trời cười kìa. Vậy sao Thánh Liệu chưa chắc đâu cha. Chưa chắc đâu cha, không chưa chắc ăn đâu cha. Mồi cô kia lại lấy cá lóc về như bỏ ra muốn. Con thằng nhỏ nó nói hay chứ, nó nói cũng được hay. Không mà có khi nào vậy không trời, sáng mắt cá lóc cái uổng lắm à. Mà điều nó miễn nó chở ra là nó hai hôm hả? Không, cái này nhiều hôm lắm, nó ra không được đâu. Không phải, hai hôm ở trên cái tầng đó kìa, chứ còn ở dưới thì bình thường. Không, hai hôm lận. Hai hôm thì sợ hai hôm trên đó thôi, chứ còn ở dưới thì nó muốn vô, nó muốn ra. Con nào biết thì nó lội ngay miệng lại, nó đi ra tự nhiên. Đúng. Nó quẩy tay chào. Mình thấy con tôm á, là nó vô, nó mặn theo cái miệng không nha. Để ý coi dở lên nó mặn theo cái miệng đặng kiếm đường ra. Nhưng mà nó mặn nó không biết đường nó ra ngoài này nó, cái đó nó túm lại. Chứ không phải mà nó còn thở là nó ra. Ừ. Nó ngộ rồi á. Lái rồi đi. Bự lắm, nó không phải nhỏ đâu. Vô nghe. Chín hết rồi cả nhà ơi. Giờ thì mình nhập tiệc. Này nó sâu một chút nữa nó kẹo dẻo quá. Ừ. Sao mà đi ăn phúc bê mà cá mà vũ ếch đi ăn phúc bê bắt năm nữa. Nguyên luôn ba. Hết rồi đi ba. Thôi hết đi. Nhiều lắm. Ba. Mời cả nhà dùng bữa với cha con chú cháu tôi luôn cả nhà ơi. Mời cả nhà dùng bữa luôn nha. Mời cả nhà ăn bún luôn nha. Chuột cắn nghe thột thột. Nó dữ dữ quá. Cái này nó thơm quá trời. Thơm nó cũng vừa quá trời. Vậy chuột nướng cũng hết ý luôn. Này cá chê trắng rau ngổ, chuột đồng chiên tươi. Đâu im không Thánh Liệu? Hả? Im không? Im đó. Im. Ngon. Cá này mình còn được với rau gì nữa? Lá nhào hả? Lá nhào, lá cách. Lá cách bữa hổm năng rồi. Thấy cái đám rau dừa quá trời ngon, không biết làm món gì. Đó là có kho mắm chứ đâu có làm gì được. Cá kho lạc rồi được. Mình còn bịch mắm nào không em? Không, không có mua. Cá kho lạc chấm rau dừa. Không bỏ kho mắm. Kho lạc rồi mình nhúng đó. Ừ, rau dừa đó ăn nên thuốc đó. Ngon, rau dừa đỏ mà. Dừa châu. Ừ. Nhưng mà nó ở trên ruộng nó cũng rau dừa đó.
Nhưng mà có một cái nó ở dưới nước sâu, cái mình mẹ nó ra đó là kêu bằng gấu vừa chỉ. Mà hiếm lắm không? Giờ người ta mấy cái khu nào ấy người ta xịt thuốc chết hết. Cái thuốc ra ông cô ruộng cũng chết luôn. Nó có gì còn. Thuốc cỏ hả bà? Ừ, đó chân. Ở vườn mà xài thuốc cỏ, rau cải trời không có luôn. Chết chưa? Ừ. Chuyến sau mình đi chở về cái đồng nhà máy Pháp á, là cái rau cải trời đó còn là làm cái món cá lóc đồng mình hấp rau cải trời. Lóc đồng hấp rau trời thơm. Ngon lắm. Cô chú nói chưa ăn mà cô chú nói biết ngon. Cái này tại nó dai chứ không phải nó không chín. Tại ăn cứng. Vô con sống. Nhảy. Chín mốc. Chín mà còn hơi dai. Cái chia trắng nó dễ. Mà cái nhà nó quá không? Ngon. Nhà nó đẹp. Quá ngon. Mời cô chú anh chị và các bạn dùng bữa với gia đình mình. Ở đây mình làm miếng này trước nhé. Bây giờ đang thèm món này. Ngon. Thơm chịu hết nổi. Thơm mà nước cốt. Đúng quá. Ra được không? Tắt ra được không? Bớt ra. Để kêu kêu á. Thôi lạ. Cái rau ngổ mà không có cái hậu đắng là không phải rau ngổ mà. Phải có cái hậu đắng đắng nên ngon. Trời sao nhóc chắc không có mưa đâu qua. Ngon quá vậy, rau ngon quá vậy. Rau mà nó ngon người. Ed. Đó xe đổ bê tông mà. Bê tông không đổ làm cầu luôn đó. Nó vàng có ngày nha, ngày nào nó đổ làm sao có hết. Cái này nó đổ ban đêm. Có tốt kia nó đổ ban ngày. Nó vàng. Một cái bê tông trộn trong xe đó chất lượng. Thấy không? Bởi vì nó có quá chất. Bê tông trộn cầu đó thì bê tông nào cũng có quá chất chứ. Có hết đó. Mau khô hả? Quá chất, chất chừng mình đổ ở ngoài buổi mình mới đi được ha. Quá chất chừng tiếng tiếng ngoài hồ lên gì. Đi hết. Đó biển có năm đi theo hào bằng cầu á. Nó xài không phải xi măng mình đâu. Nó xài xi măng vậy á. Bao nhỏ nhỏ xíu à. Bao lớn vậy à? Nó xài hạt tiên. Mà bao nhỏ xíu à? Hạt tiên, chứ không phải xài xi măng thôi. Hạt tiên. À, còn chưa hết mình bỏ. Gụp nha. Rau này nhai giòn quá đã quá. Ngon.
Được rồi. Bên đây còn đùi, hai đùi lắm. Chưa tính tới nó. Món nào cho nó ra món đó để nó lộn cả nhà. Cá nước cốt dừa, chịu khó thì khổ chứ. Nước cốt dừa nó béo ngon. Ừ. Ngon. Để nào bắt được lương rồi mới lả. Khá lẹo. Cũng tranh thủ đi bắt lắm rồi. Mà nước cốt dừa. Mình thấy một con lương ở trên đó rồi đó. Trên chèo quýt con đó là chắc cứu bắt được nó rồi đó. Nó không có đi đâu. Không có con đi, cũng cái, không cái đi cả, rồi. Cái nó gần. Con còn bằng con đó. Bự không? Bự. Đi chiều thấy cái mà cũng vừa à. Hàng mà tụi họ tại hàng bà lớn luôn. Tán cuộn. Đúng đúng rồi. Bắt được vô ngổ ngon. Đúng không? À. Cải xanh cũng ngon. Cải xanh mình á, mình lấy cái gốc. Cái gốc thôi. Trời ơi, cái lá cắt ngang trên để nấu canh. Cái gốc cái chi trắng cái lóc này là cải xanh. Hết ý luôn. Con có mua theo hai trái bầu nữa. Chưa từng ăn cá lóc hấp bầu. Chưa món đó mình chưa làm. Bữa nào làm. Mình đi từ từ mình cũng ăn tới món đó à. Làm đùi con chuột à. Nước cốt dừa thơm. Tôi một cái đùi à, hai cái ngực hai còn một cái đùi không mà bằng đêm làm như nó chạy ra khỏi cái hang chủ của nó rồi nó lũi lũi chín trốn trốn đại trốn đại ăn trốn đánh nặng mà. Mà chuột nó mới ăn ban đêm mà thấy nó đừng đập nó từ 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 á chụp nó dính luôn. À chụp nó dính rồi nó bò từ 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 nó bò từ từ nó chụp hụt cái đêm mà không thấy được rồi cái ngựa nó bay chiếu bữa mà con cái bắt nam tại con nó bự đó. Con bự bị nó chạy ngay đường mòn chứ chạy bậy chết rồi. Cái con chuột bự nãy ba chụp dính đó. Thấy nó chạy khuất nghe không thấy bự quá trời la làng. Nó gọi gung ginh chanh nó chết nó ăn cái bạch viền dinh hai cái chuột này thấy vậy đó. Ban đêm nhiều nhiều thấy không cái bờ đó là ban đêm nhiều ban ngày đi đào đi không có còn nào rồi. Nó đi đâu á. Nó hay lắm. Nó chỗ này làm như nó đi ra nó ăn thôi. Đi ăn chỗ trốn không phải ở đó. Mời mốt Thánh Liệu đi bằng đêm là nhớ lấy bộ đồ ổn theo nha Thánh Liệu. Cô chú hỏi hổm gà sao không thấy Thánh Liệu mặc đồ ổn. Là tại Thánh Liệu không chịu lấy cả nhà ơi, chứ không phải mình không có kêu. Cái dây đó.
Giờ nãy giờ thì tiếp mục cắm câu, rồi thăm câu, rồi bắt chuột, rồi nấu ăn. Bây giờ tới tiếp mục dân mùng đi ngủ. Là tiếp mục cuối cùng. Giờ no bụng hết rồi, giờ đi ngủ rồi anh liền. Đi ngủ. Giờ thì cha con mình cũng dùng bữa xong rồi cả nhà ơi, sửa soạn đang ngủ. Thì video của cha con mình chắc cũng xin tạm dừng tại đây cả nhà ơi. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Mình chào tạm biệt cả nhà.